Thưa quý vị và các bạn, nối liền với các vùng kinh tế trọng điểm từ thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh đến cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, Bắc Giang từng bước xây dựng phát triển thành trung tâm thương mại dịch vụ và cửa ngõ giao thương với các tỉnh. Bên cạnh đó, với thế mạnh về điều kiện tự nhiên và truyền thống, nghề nông lâu đời, Bắc Giang đang trở thành điểm sáng trong cả nước với những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Bắc Giang nổi tiếng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, nhiều khu di tích nổi tiếng như khu di tích cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, khu di tích cách mạng Hoàng Vân, chùa Vĩnh Nghiêm, nơi lưu giữ kho mộc bản với 3.050 bản ván khắc đã được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Giang còn hấp dẫn du khách bởi nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như suối Mỡ, hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, vân vân. Đây là những điều kiện thuận lợi để Bắc Giang phát triển du lịch dịch vụ. Ủy ban dân tỉnh Bắc Giang thì cũng đã định hướng cái sản phẩm du lịch của Bắc Giang, đó là cái sản phẩm về du lịch Tây Yên Tử. Thế và tỉnh Bắc Giang cũng sẽ dự kiến là từ năm 2018, tháng Giêng năm 2018 sẽ tổ chức cái lễ hội Tây Yên Tử để gắn kết cái liên kết giữa Đông Yên Tử của Quảng Ninh với Tây Yên Tử của Quảng Ninh và một phần các cái di tích di sản của tỉnh Hải Dương để tạo thành những cái sản phẩm du lịch của Bắc Giang trong những năm tới. Bên cạnh du lịch, Bắc Giang là tỉnh có tiềm năng phát triển nông nghiệp với nhiều đặc sản đã được tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu như gà đồi Yên Thế, nấm Lạng Giang, mì Chũ. Đặc biệt, sản phẩm vải thiều Lục Ngạn đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap đã xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định nông nghiệp là động lực chính, ngành mũi nhọn được ưu tiên phát triển của tỉnh. Theo đó, sẽ tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của 8 nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa như vải thiều, lúa chất lượng, rau quả an toàn, cây lạc, thủy sản, gà đồi, lợn và trồng rừng thâm canh. Trong năm 2016 cũng như các năm tiếp theo thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tăng cường cái công tác kết nối giao thương giữa các cái doanh nghiệp, giữa các cái hợp tác xã với lại người sản xuất và các cái đơn vị phân phối ở địa bàn trong cả nước, đặc biệt là các cái doanh nghiệp phân phối lớn của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh khác. Là 2014 từ đến 2015, 2016 là 3 năm liền chúng tôi cũng kết nối tại Hà Nội là rất khả thi. Thì thực sự tạo cơ hội cho những doanh nghiệp cho chúng tôi, những nhà sản xuất tạo điều kiện được có cái cơ hội mà đưa được những quảng bá những mặt hàng đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Nói riêng vào cái huyện Đồng Ngạn nói chung. Mặc dù có tới 33 làng nghề, trong đó 14 làng nghề truyền thống, nhiều làng nghề có lịch sử hàng trăm năm cùng với những nét văn hóa, phong tục, tập quán tiêu biểu, độc đáo, nhưng các sản phẩm làng nghề của Bắc Giang vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định. Bên cạnh đó, do thiếu hệ thống bán lẻ hiện đại nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Bắc Giang mong nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Hà Nội, trong việc tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, các đặc sản của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm của Bắc Giang có chỗ đứng trong các chuỗi siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống. Chúng tôi chính là những doanh nghiệp mà cũng đã tập trung đi tới các vùng miền trong cả nước, làm việc với các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến thương mại trong cả nước để qua đó cũng có được danh sách các cái nhà cung cấp, các nhà hàng, nhà cung cấp, các nhà sản xuất hàng hóa mà hiện nay vẫn còn chúng ta thường gọi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để chúng tôi cũng kết nối là cái cầu nối giữa các cái nhà sản xuất, các cái doanh nghiệp này với thị trường. Hapro là một đơn vị đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi rất nhiều trong giai đoạn đầu làm thị trường. Tôi được người tiêu dùng tín nhiệm và phổ biến rộng rãi. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết với các doanh nghiệp trong nước để tiêu thụ sản phẩm sẽ là hướng đi hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm. Hy vọng rằng ngày càng có nhiều hàng hóa, sản phẩm làng nghề của Bắc Giang có mặt trong hệ thống thương mại hiện đại của cả nước.